khi á mà cúng cơm ông bà mình ở nhà có vong chết, có người chết, thì cái ngày cúng cơm chính thức là phải có 4 mâm. Một mâm cúng cụ Huyền Thất Tảo, một mâm cúng đất đai, một mâm cúng chiến sĩ, một mâm cúng vong. Cúng vong là cúng người chết, mà cúng người chết thì phải có 3 chén cơm. Cái chén giữa đầy, 2 chén hai bên lưng chút hay bằng cũng được. Tức là quý vị biết là khi mà cái người họ chết á, mình cúng 3 chén là cái chén giữa là cái vong người đó ăn, 2 chén hai bên á, là cái người tả mạng thần quan và hữu mạng thần quan người ta dùng, cho nên phải có 3 chén. Nhưng mà có người người ta nói á, là 3 chén này mà 2 chén hai bên á, là ta gọi là kem ăn, tức là cái người theo kè bên á, theo giữ cái hồn cái người mà người thân của mình á ăn. Đó là cúng cái vong. Mình cúng cụ Huyền á thì mình cũng phải biết là 4 chén cơm. 4 chén cơm á, tức là nội ngoại hai bên, ông nội bà nội một chén, ông nội một chén, bà nội một chén, ông ngoại một chén, bà ngoại một chén, là 4 chén cơm. Sự thật ra đông người nhưng mà mình cúng 4 chén tượng trưng là đủ rồi, thì sau đó ông bà sẽ tự ta sắp xếp, cho nên phải cúng 4 chén cơm. Còn mình cúng chiến sĩ là mấy chén, đúng ra là phải cúng cho nhiều, nhưng mà thôi 6 chén được rồi, 6 chén, thấy không? Còn mình cúng đất đai là mấy chén, đất đai 5 chén. 5 chén, tại sao mình cúng 5 chén? Đó là vì ngũ hành ngôi ăn chốn ở. Thì ngũ hành tức là kim, thần ngũ hành, thần kim, thần mộc, thần thủy, thần thổ, thần quả, kim, mộc, thủy, quả, thổ. Là mình cúng ngũ hành là 5 chén. Còn mình thờ ngũ hành là cũng phải 5 cái chung nước. Nhớ như vậy, mình đi chùa mình mới học cái này, phải nghe cái này để mình biết, mai mốt mình làm. Hiện giờ dường như có nhiều bà mẹ khoảng 50 đến 60 đó, có khi cúng còn không biết cúng nữa. Rồi mấy cô mấy chú nhỏ nhỏ khoảng 40 tuổi đổ lại đây đó, nhiều khi kêu cúng không biết giá gì sao rồi đó.